Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cái con quét có đào đào cái đồng rút nữa. Mọi người có thể rút về ví PO hoặc MasterCard vân vân để quy đổi ra tiền rút tiền đô nhá. Thì con quét này đào tự động nhá, sau hai kích hoạt sau 24 giờ nhá. Nó có thể đào miễn phí và có thể đầu tư, nhưng hiện tại thì nó đào cho đào miễn phí, nhưng mà muốn mọi người muốn rút là mọi người phải nạp vào một khoảng 10 đô hoặc 100 đô, khoảng 100 rúp gì đấy. Thì mình sáng mình đã con gà mình đã đào lâu rồi nhưng mình không chơi, thì hôm sáng mình mới nạp vào 4.000 rúp đấy. Thì và mình đã rút về ví Payer nhá, để mình sẽ show cái rút khoản rút về cho mọi người xem. Thì mình sẽ để link ở phần mô tả để mọi người cùng đăng ký. Khi mọi người đăng ký cái link của mình ấy, thì mọi người sẽ không phải lo lắng về cái vấn đề là không rút được tiền, bởi vì mình đã nạp tiền vào, mình rút vào rồi, rút về rồi, nên mọi người yên tâm nhé. Thì khi mọi người copy link link ấy, thì mọi người dán vào trình duyệt chôm, mọi người lên Google, mọi người dán vào rồi mọi người tìm kiếm cái từ nhé, từ là web gạch ngang coin.pro, thì nó sẽ đăng nhập bằng tài khoản Facebook này, tài khoản Vocontech à, mình không giỏi tiếng Anh lắm, hoặc là Instagram này, ok.ru này, thì mình đã đăng 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 nhập vào tài khoản Facebook nha mọi người. Min rút của con này rất thấp nha mọi người, 1 đô, 2 đô, 3 đô mọi người có thể rút được luôn nhá. Đây thì mình sẽ dịch cho mọi người xem. Đây tốc độ đào của mình bây giờ hiện tại rất nhiều nhá. Mình đã nạp vào 4.000 đô. Rồi thì mình sẽ là mỗi ngày lợi nhuận mình mỗi ngày của mình là 7.800. Còn lợi nhuận mỗi tháng là 24.000. Còn 6 tháng là 1 triệu triệu 3 nhá. Đấy, 1 triệu 340 và 1 triệu 435.726 xu. Đấy. Đây, người ta rút đây. Rút rất nhiều. Đấy. Đây là người đăng ký mới này. Ok. Khi mọi người đã thấy số tiền này nhiều rồi, mọi người bấm trao đổi với giúp này. Đây hiện tại mình 3,7 đây đúng không? Mình sẽ trao đổi với giúp này. Trao đổi này. Nó sẽ cộng vào đây nhá. Đây, nó sẽ cộng được đây. Đấy, được 7,12 rút rồi. Mình có thể rút luôn được nhá, nhưng mình không rút. Đây mình sẽ cho mọi người xem mình lúc nãy mình nạp tiền đây. Lịch sử hoạt động à? Để mình xem có phải lịch sử hoạt động không. Đúng rồi, đây. Đấy, lịch sử hoạt động đây, mình đã cộng 4.000 rút nhá, mình đã thanh toán mình nạp vào 4.000 rút đây. Mình đã rút về đây từ 71 rút đây, mình đã rút về ví Payer nhá. Ngày 25 tháng 3 này, 6 giờ 39 phút. Mã này 2441572. Rồi mình sẽ chuyển sang ví Payer cho mọi người xem. Đây thì mình đã được 70,33 rúp đúng không? Đấy, còn lịch sử đây, mình xem. Đây. Đấy, được cộng đây. Ngày 25 tháng 3. Đấy. Ok không mọi người? Rất uy tín nhá mọi người. Thì con web này chơi rất uy tín nhá, nó có từ lâu rồi nhá, nhưng mình những lúc trước mình không không chưa tin tưởng lắm nên mình không đầu tư, nên bây giờ mình xem thấy nhiều cái YouTuber cũng đang chơi con này và người ta cũng nạp vào rất nhiều uy tín và rút ra rút rút về rất nhiều rồi, nên mình đã đầu tư vào nó. Rồi mình đã đăng xuất rồi. Mình đang xuất đang đăng đăng nhập lại mọi người xem. Thì hiện tại nó đang có khuyến mại nha mọi người, nạp vào nó có khuyến mại nhá. Đây thì đây, tăng tốc độ này. Chương trình giảm giá kết thúc ngày đến 15 giờ ngày 9 phút này, 22 giây này. Đấy, tăng tốc độ này. Mọi người phải nạp vào đây. Đây. Đây là mức mọi người nạp. Đây, khi mua tốc độ từ 1.000 rúp này bạn nhận được tiền thưởng 10% này của 3.000 rúp này. Bạn nhận được 15% này, 5.000 rúp thì bạn được 20% này, 10.000 rúp bạn được 3%. Đấy, mọi người nhập số tiền vào đây, mọi người bấm trả này. Đấy.
Thì nếu như 150 rúp thì mọi người là mỗi ngày là mọi người thu được về là 250 xu. Mỗi tháng là 7.500 xu, còn 6 tháng là 45.000 xu. Đấy, rất ok. Đấy thì 6 tháng thì được 45.000 xu. Đấy. Tốc độ của mình bây giờ là hiện tại là 0,09 nhá, một xu mỗi giây đấy, nhanh nhá. Mình đã đăng ký gói 3.000, 4.000 hơn 4.000, 4.000 rúp ấy. Đấy. Số dư của mình là 7,12 rúp. Mình có thể rút luôn nữa. Để mình thử rút xem nào. Mình sẽ thử rút cho mọi người cùng xem nhá. Mình sẽ hướng dẫn rút tiền cho mọi người xem luôn. Đây. Thanh toán đặt hàng. Đây giờ mình sẽ bấm vào thanh toán đặt hàng này. Ngoài ra cái số tiền 7,12 rúp này mình có thể bấm vào tăng tốc độ để mua thêm luôn nhá mọi người. Đây, thanh toán đặt hàng. Ok. Đây, những cái cổng để mình thanh toán đây, Visa này. Zandex này. Quy này, Bayer này. Payment mà. Nói chung là mình thì mình sẽ thanh toán vào cổng Bayer. Bảy rúp. Nhập địa chỉ ví Bayer mọi người vào. Bấm thanh toán. Ok, nó đã thanh toán nha mọi người. Đây nhá. Đấy, 7 rúp. Mình quay lại đấy. 0,12 rúp đấy, giờ không còn nữa nhá. Rồi mình sẽ quay xe trở sang ví Bayer xem có tiền chưa nhá. Ok, nó đã cộng tiền nha mọi người. Rất uy tín nhá. 77,26 đô đấy. À rúp đó. À history đây. Lịch sử đây đấy. Rất là nhanh nhá. Đấy, cộng 0,6 rúp. Đấy, ok. Quá uy tín luôn mọi người ạ. Ngoài ra mọi người cũng có thể đi tuyển Z được nhá. Phần tuyển Z đâu. Mình sẽ đi sửa tự đó. Tiền thưởng thanh toán được rồi. Chương trình liên kết này. Mọi người bấm vào chương trình liên kết. Đây. Mọi người có thể copy cái link này rồi mọi người sẽ dễ bạn bè. Đấy. Bạn sẽ nhận được 5% số tiền được chi tiêu bởi người giới thiệu cấp 1 đấy. 4% của giới thiệu cấp 2, 3% của giới thiệu cấp 3 và 2% của giới thiệu cấp 4, 1% của giới thiệu cấp 5. Đấy. Thì cũng là uy tín đấy. Ok, mình sao chép phần này. Đấy, sao chép. Rồi mọi người đi giới thiệu cho mọi người. Nói chung là rất uy tín nha mọi người. Cứ một ngày mọi người vào kích hoạt một lần đây. 21 giờ nữa là ngày mai thì mình lại vào bấm kích hoạt một lần giống như cái Pi Network ấy mọi người. Đấy, ok, rất là tuyệt vời nhá. Rồi, thì mọi người thấy cái video này hay, bổ ích thì mọi người có thể cho mình một like, một comment, bình luận cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nhá mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo.